Thưa quý vị, nhân dịp năm mới và đón Tết của truyền nhân dân 2022, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã có thư chúc mừng gửi toàn thể nhân dân, cán bộ và chiến sĩ. Chúng tôi xin đọc toàn văn lá thư. Thư toàn thể nhân dân, cán bộ và chiến sĩ thân mến. Nhân dịp năm mới và đón Tết của truyền nhân dân 2022, thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố đà nẵng thân ái gửi đến toàn thể nhân dân cán bộ chiến sĩ thành phố những người dân thành phố đà nẵng sống xa quê bạn bè trong và ngoài nước đang sinh sống làm việc học tập tại đà nẵng lời thăm hỏi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe hạnh phúc và bình an Năm Tân Sửu 2021 vừa đi qua với nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của thành phố như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Đây cũng là năm thành phố tiếp tục chịu tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng với sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh, đồng lòng, toàn thành phố đã tập trung huy động tối đa các nguồn lực, có nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt, linh hoạt từng bước ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, hạn chế thấp nhất thiệt hại tính mạng, sức khỏe của người dân. Ngay khi dịch bệnh được kiểm soát, Đảng bộ chính quyền thành phố đã khẩn trương ban hành các chương trình kế hoạch nhằm khôi phục và thúc đẩy các hoạt động kinh tế xã hội của thành phố trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi chúng ta cần nỗ lực để khắc phục những khó khăn do dịch bệnh gây ra, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm của giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là năm đánh dấu chặng đường 25 năm xây dựng và phát triển kể từ khi thành phố trở thành đơn vị hành chính trực thuộc trung ương. Để thực hiện các mục tiêu đã đề ra, thành phố Đà Nẵng chọn chủ đề năm 2022 là năm thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, tập trung triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội thành phố, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn trên địa bàn thành phố tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển. Chào đón năm mới, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, kêu gọi nhân dân, cán bộ, chiến sĩ, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức, chung lòng, nỗ lực cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách, phấn đấu kiểm soát tốt dịch bệnh. Chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu chương trình, kế hoạch đã đặt ra tạo động lực cho thành phố phát triển nhanh hơn, mạnh hơn và bền vững trong năm 2022. Chúc một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, thịnh vượng, xuân mới, niềm tin mới, thắng lợi mới. Thân ái